đang ở một nơi rất là đặc biệt, là ở Siam Mấn, trong một cái thành phố có thể có vài cái chợ đêm, và chợ đêm nào cũng rất là lớn. Và nói chung văn hóa của người ta thích ăn uống, thích thay vì người ta vào trung tâm thương mại như ở mình Bông thì người ta đi chợ đêm ở ngoài trời. Thường mọi người ăn rất là đẹp. Ôi, con hải sâm này các bạn, hải sâm này nhìn đã quá, trời ơi nhìn kìa, trời ơi nó chung họ trình bày kìa, đã luôn. Năm năm trước nha, Ly đến nha, rất nhiều hàng trà sữa từ đường phố cho đến sân bay, nhưng mà hiện tại Ly đến Ly thấy rất là ít, tìm chỗ uống để uống trà sữa, bảo đi qua đây rồi là phải uống được trà sữa chứ. Thế nhưng mà đi chợ đêm nha các bạn, chợ đêm là cái chỗ mà trời ơi đúng ra là phải bán trà sữa rất là chạy luôn ấy, mà không có một hàng nào bán trà sữa cả. Một cái chợ đêm lớn ở thành phố Hạ Môn như vậy mà không có một hàng nào bán trà sữa, Ly rất là thắc mắc, Ly và Thảo đều rất là thắc mắc, không hiểu vì sao lại như thế. Ly xin chào các bạn, hôm nay Ly đang ở một nơi rất là đặc biệt, là ở Siam Mấn, ở gần Đài Loan của Trung Quốc. Trước đây là Ly có một thời gian khoảng 3 tháng là Ly thực tập ở Đài Loan, là là Ly có đi thực tập theo chương trình của Isaac, tức là một cái Isaac là một cái tổ chức thực tập sinh viên, tổ chức tự sinh viên làm ra, nhưng mà là cung cấp cái gì những cái kiểu chương trình thực tập cho sinh viên khắp thế giới luôn đó các bạn. AISEC, Isaac là một cái tổ chức rất là uy tín, rất là lớn. Thì lúc đấy là Ly đang là học năm thứ 3 thì Ly đăng ký thực tập ở Đài Loan. Là cái chương trình thực tập đấy rất là hay nha các bạn, là mình sẽ được ở nhà của người bản địa và mình sẽ dạy tiếng Anh, hoặc là mình sẽ làm một cái công việc gì đấy nó phù hợp với mình ở ở nhà của người bản địa. Mình có thể mình ăn chung với họ luôn, và mình sẽ dạy kèm con cái của họ, trả tiền công ấy, kiểu vậy á. Và mình sẽ đi dạy ở cái trường mà con cái họ học luôn, rất là vui. Thì là hôm nay là Ly đang ở Siam Mấn, và nó chỉ cách Đài Loan có một cái eo biển thôi, rất là ngắn thôi. Hôm nay anh Nokia trong cùng đoàn của Ly với Vương với Thảo á, thì trước đây là Ly tìm anh ý ở một cái trang tour guide travel gì đó, thì là anh ý giống như là cũng chỉ là mình đến đây là cái chợ đêm này nó rất là giống Đài Loan, thì Ly rất là nhớ Đài Loan. Trước đây là Ly đã từng tới, thì anh chị nào mà có con cái mà muốn bổ sung một cái hồ sơ học của mình á, thì nên đăng ký cái chương trình đấy nhá. Thôi rồi lăn măn, rồi Ly cho mọi người coi cái quang cảnh chợ đêm này đó. Trong một cái thành phố có thể có vài cái chợ đêm, và chợ đêm nào cũng rất là lớn. Nói chung văn hóa của người ta thích ăn uống, thích thay vì người ta vào trung tâm thương mại như ở mình Bông thì người ta đi chợ đêm ở ngoài trời. Thế này rất là vui, rất là hay, mọi thứ nó bình dân, rất rẻ. Đấy, đó là nó chung họ trình bày thứ rất là hấp dẫn. Đấy, họ mời trà này. Nhìn đã quá, trời ơi nhìn kìa, trời ơi nó chung họ trình bày kìa, đã luôn. Que xiên này, này là khoai tây này, trả tiền bằng Alipay với cả WeChat hết này. Bây giờ Trung Quốc là không biết đến tiền mặt được gì nữa các bạn ơi. Ai mà cầm tiền mặt kiểu là nhà quê lắm luôn ấy. Nên các bạn thịt nó để như là thịt để lớp như tập vở luôn ấy. Cả vuông. Rồi. Một cá mừng. Cô bảo đây là để nguyên miếng là nghe kìa. La cổ. Cái này là đang cách Hà Nội chắc khoảng tầm 1.000 cây số.
hơn đấy, chắc hơn chút, gần mấy cây số. Thế hôm nữa Ly cũng tranh thủ rất là tranh thủ về Hà Nội được mấy ngày, thăm bố mẹ, thăm ông Ly cũng già lắm rồi, yếu lắm rồi. Hôm nay là quen một ngày chợ đêm này. Lúc đầu cũng không hề biết thành phố này là cũng định đến để thăm một cái bên đối tác thôi, chứ cũng không hề biết là thành phố này nó dễ thương như thế này. Đến có trời thứ vui vẻ để chơi. Trời ơi, tông lập từ đầu đến cuối phố luôn. Âm thanh rồi người này, cái này kia. Tấp nập. Con chó đấy thôi. Đấy là để... Bây giờ mình sẽ không vào một cái nhà hàng nào hết á, mà mình sẽ đi ăn vặt từng hàng một. Ăn đến bao giờ no thì thôi. Ăn sập siêu mấn luôn. Hello các bạn, hôm nay cũng là một ngày cuối cùng của chuyến đi công tác Trung Quốc của Ly với cả sếp Vương với cả Thảo rồi. Thì hôm nay là Ly đang ở thành phố, hôm qua Ly đi chợ đêm cho mọi người coi á. Lúc cuối về đuối quá chưa kịp chào tạm biệt nữa. Thì hôm nay là Ly đi thăm một cái công ty làm chuyên về camera nhận diện biển số xe. Camera mà AI á, thông minh á. Thì đây là cái công ty ở đấy. Cái thành phố Xiamen này là tiếng Việt là Hạ Môn của tỉnh Phúc Kiến. Thì nó không phải là thành phố mà chuyên về sản xuất và công nghệ như là Thẩm Quyến hay ở Quảng Châu, mà nó là thành phố du lịch, nó là thành phố biển ngay kế Đài Loan luôn á. Chỉ đi qua cái eo biển thôi là đến Đài Loan, gọi là đối trọng với cả Đài Loan á, du lịch á. Thì ở đây là hôm nay Ly đến thăm công ty này tên là Myosai. Nói chung là bây giờ là trước đây á, thì là Ly thấy là Trung Quốc là chỗ để sọt sinh tìm nguồn hàng giá rẻ, và đến bây giờ Ly vẫn đến cho đến trước ngày cái lúc mà đi đến công ty này Ly vẫn nghĩ là như thế, tức là nguồn hàng giá rẻ, chất lượng thì ok, gọi là chấp nhận được để mà có được cái mức giá rẻ. Nhưng mà bây giờ thì Ly rất là bất ngờ khi mà Trung Quốc họ có những cái sản phẩm chất lượng cao, giá cũng không hề rẻ, nhưng mà phục vụ được những cái nhu cầu là những cái nhu cầu mà là muốn chất lượng rất là tốt đó các bạn. Đó. Công ty này là nguyên cả một cái building nó lớn. Đây, cả cái khu này là những cái building rất là lớn đẹp như thế này. Mà cái công ty Myosai này là cả chiếm trọn cả cái building này là của công ty đó luôn. Đó, các bạn thấy không? Các bạn trẻ đi chỗ công nghệ này khác gì Trung Quốc Silicon đâu. Facebook, Google Ly cũng đến rồi. Ly cũng đã từng đến thăm trụ sở của Facebook, Google rồi. Tất nhiên nó nói chung là nó cũng không khác nhau nhiều đâu các bạn. Ly cảm nhận được là chung đấy, các bạn Trung Quốc bây giờ là đã làm những cái sản phẩm cực kỳ là chất lượng luôn á. Chứ không phải là Trung Quốc chỉ là tìm nguồn giá rẻ để đi bán đâu nha các bạn. Các bạn muốn tìm những sản phẩm đắt có chất lượng cũng có luôn. Cho các bạn đi một vòng. Đây đúng các bạn. Ở trong mọi người, sếp Vương với cả Thảo đang ở trong showroom. Ly đi ra ngoài này tranh thủ quay lại cho mọi người một chút bên lề. Chứ còn mọi người coi cái series của sếp Vương thì cũng rất là nhiều rồi đấy. Ly đến là ba thành phố. Đầu tiên là đến Quảng Châu. Sau đấy đến một thành phố nữa là Đông Quan. Đông Quan là thành phố chuyên về nhà máy. Quảng Châu thì nó sẽ là kiểu như là những cái chỗ mà bán hàng ấy, sẽ đặt những cái trụ sở bán hàng ở đấy. Rồi đi đến Thẩm Quyến, Shenzhen thì chỗ đấy là quá nổi tiếng rồi, bạn nào cũng biết rồi. Thì đến thành phố này thì rất là bất ngờ vì là không hề kiểu như là chỉ biết là thành phố này là có cái nhà máy mình cần đến, có cái công ty mình cần đến thôi, chứ hoàn toàn không có biết thành phố này nó là như thế nào hết. Nhưng mà đến thì quá bất ngờ bởi vì nó quá đẹp, quá sạch. Tức là tụi Ly là ở đến lúc Quảng Châu và Thẩm Quyến thì trong đầu mình sẽ nghĩ là đây là những cái thành phố top của Trung Quốc rồi, bởi vì là nó rất là giàu, rất là nổi tiếng về sản xuất, chứng tỏ là nó đã giàu có rồi, thế nên là nó sạch đẹp rồi, chứ cái vùng khác của Trung Quốc chắc là không có bằng đâu. Không nói đến Bắc Kinh, Thượng Hải nhá, nhưng mà ví dụ những cái tỉnh khác thì chắc không bằng đâu. Mà trời ơi, đến đây thôi rồi, bỏ tay luôn. Càng đi càng thấy Trung Quốc càng đẹp. Đây là thành phố du lịch ven biển, tất cả đều không có một cảm giác nào hết luôn. Từ tất cả những thành phố Ly đừng đi qua, và đặc biệt thành phố này thì càng không có luôn. Hôm qua Ly đi chợ đêm là cái chỗ mà nói chung là cái chỗ mà để cho người ta xả rác đó các bạn. Ăn uống rồi những cái đồ ăn cầm một lần bỏ đi này kia, thế mà không một cảm giác nào luôn nha. Tất nhiên là nó sẽ không được sạch như Ly như lau, nhưng không có rác rưởi gì hết luôn á. Ở đây mọi người xong rồi. Hello các bạn, Ly vẫn đang đợi ở sân bay. Tranh thủ đứng đây nói chuyện với các bạn một xíu. Này, sân bay Quảng Châu rất là đẹp.
chuyến đi này nói chung là nó để lại rất là nhiều ấn tượng trong Ly. Mặc dù cũng là lần thứ nhiều lần đi Trung Quốc rồi, những năm trước dịch á, thì là năm nào Ly cũng đi một lần. Nói chung là có rất là nhiều việc làm với Trung Quốc. Sau 3 năm dịch, hơn 3 năm dịch, gần 4 năm luôn á, thì là Ly quay lại là Ly cảm thấy là Trung Quốc nó chuyển mình luôn các bạn. Nó cảm thấy cái sự khác biệt nó rất là rõ rệt so với 4 năm trước. Ly cũng không biết là mấy năm dịch Trung Quốc họ đóng cửa rồi họ đã tự phát triển trong cái nội tại của họ như thế nào, mà cảm thấy là sau 4 năm về là cảm thấy nó rất là khác luôn á. Cái đợt hè vừa rồi Ly về Việt Nam, Ly cũng thấy Việt Nam khác nha các bạn. Sau 3 năm dịch về là thấy khác, nhưng mà Trung Quốc còn khác hơn nhiều, rất là nhiều. Trước đây á, thì là Ly thấy Trung Quốc với Việt Nam khá là giống nhau, đường phố thì cũng rất là đông, rồi chật chội, đông người, rồi cũng có những chỗ thì có kiểu có rác rồi này kia. Nhưng mà lần này qua Trung Quốc thì cái thành phố, tất cả những thành phố, ba thành phố Ly đi, Quảng Châu, Thẩm Quyến và Hạ Môn, Xiêm An là rất là sạch luôn các bạn. Tới mức mà cái chợ đêm là cái chỗ mà giống như lúc nào đúng, tức là kiểu mặc định là phải có rác luôn ấy, mà nó cũng không hoàn toàn không có rác nha các bạn. Là xong rồi cái anh mà Nokia, anh tour guide của Ly, thì anh ấy cũng nói là người dân kiểu được tuyên truyền ý thức rất là nhiều, và bây giờ thì mọi người cũng kiểu như kinh tế khá lên rồi, bắt đầu mới lo nghĩ đến những cái chuyện là văn hóa, rồi văn hóa nơi công cộng này kia, là họ đã có ý thức hơn rất là nhiều. Và Ly cảm thấy thật sự Trung Quốc rất là giỏi trong 3 năm dịch mà họ đóng cửa như vậy, mà họ coi như biệt lập với thế giới bên ngoài, mà họ tự sinh, tự cung, tự cấp này kia luôn. Và không những là kiểu như là bị yếu đi mà còn thấy phát triển mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Trung Quốc là Ly đảm bảo với các bạn là đóng nhiều nhất, chắc là một đất nước mà đóng cửa là lâu nhất thế giới luôn trong cái dịch Covid này luôn á, mà tự họ là họ đã tự nuôi sống được họ từ bao lâu năm nay rồi, nên là bây giờ thế giới có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì một mình họ đóng cửa họ sống ngon lành luôn. Mà Ly chưa chắc các nước khác, như là thậm chí là cả Mỹ luôn đấy, là cũng có thể làm được cái điều đấy đâu nha các bạn. Tức là Trung Quốc là họ tự họ sản xuất và họ tự nuôi sống được họ rất là nhiều, không cần phụ thuộc nhiều vào các nước khác trên thế giới. Có những cái ví dụ rất là nhỏ thôi, ví dụ như là những cái đồ vật dụng mình dùng hàng ngày, cái ly uống trà thì là nó có những cái chỗ, cái ly uống trà là họ pha là bằng các cái loại hoa quả herbal ấy, thì là nó có cái chặn ở một nửa cái ly để khi mình uống, và nó có những cái lỗ để khi mình uống thì là những cái herbal nó không bị rơi vào trong miệng mình, và nó đi chặn lại ở cái ly đó này. Rồi thì cái muỗng mà để mà nấu lẩu ấy, để làm lẩu ấy, thì nó có một cái gờ nhỏ như thế này để cho mình đặt vào, nó không bị trôi xuống, nó không bị đấy. Mà tức là rất là nhiều những cái sáng tạo nhỏ như thế ở trong đời sống. Thì trước đây là cái QR code, là khi mà Ly 4 năm trước Ly đi ấy, thì là họ đã giống hiện tại là Việt Nam mình rất là giống 4-5 năm trước ở Trung Quốc nha các bạn. Là trả tiền bằng những cái app QR code, chứ không có phải là dùng cả thẻ, quẹt thẻ nhiều nữa. Thì trước đây là Ly thấy cái QR code nói chung là bắt nó cũng khoảng vài giây, nó chậm rồi này kia, cũng có thể là do mạng, cũng có thể do điện thoại này đấy, nó chưa nhanh này kia, và bản thân cái QR code nó cũng chưa được tối ưu hóa. Đúng rồi, Ly phải dùng đúng cái từ là tối ưu, tức là mọi thứ ở trong cuộc sống nó đều tối ưu, làm sao để cho cuộc sống nó trở nên dễ dàng nhất, từng chút một tiến bộ ấy, nó thể hiện ở những cái chi tiết rất là nhỏ nhặt như thế, làm cho những cái thứ nhỏ trong cuộc sống nó trở nên dễ dàng hơn. Thì ví dụ như trả tiền là thôi rồi, Ly kiểu gọi là quá ấn tượng luôn rồi. Là bây giờ trước đây là trả tiền bằng QR code là không nói làm gì, là mình vẫn phải có cái điện thoại đúng không? Các bạn không cần mang thẻ, không cần mang tiền mặt, nhưng mà ít nhất cũng phải mang cái điện thoại. Còn bây giờ ấy, là nhiều khi họa hoàn nếu mà mình quên điện thoại là nó scan cái mặt mình luôn. Mình chỉ việc đúng nghĩa là vác cái mặt mình đi thôi ấy, là mình có thể là làm được mọi thứ luôn rồi. Rất là tiện lợi như thế luôn. Cái bộ quần áo này Ly mặc hôm nay là cũng hy vọng các bạn gọi là thông cảm, đừng có nghĩ là Ly cuồng Trung Quốc hay là gì đó, nhưng mà chỉ là đơn giản là Ly muốn ở chợ đêm thì Ly thấy nó dễ thương thì Ly mặc thôi. Nó rất là vừa vặn với cả người của Ly, không có may đo gì hết mà rất là vừa. Thì Ly nghĩ là giống như mình đi du lịch ở một nước nào đấy thì mình thích cái trang phục, mình thích những cái vật kỷ niệm của nước đấy thì mình mang về thôi. Chứ còn Ly không hề có ý là như kiểu là xính Trung Quốc hay là xính nước ngoài hay là kiểu như mất văn hóa này kia nha các bạn. Giống như là Ly thấy Ly đi những nước khác thì ví dụ thì mình cũng mua những cái đồ truyền thống, mặc những cái đồ truyền thống của nước đó lên một cái kỷ niệm thôi. Lần này là Ly mua sâm này, Ly mua một cái kẹo ngậm ho đặc trưng của Trung Quốc này, cái kẹo kiểu như là rất là hấp bổ ấy. Rồi Ly mua rượu Mao Đài này.
mấy thứ đấy để mang về tặng gia đình. Chuyến đi Trung Quốc lần này là Ly cảm thấy là rất là happy, rất là học được rất là nhiều thứ mới. Coi như là ngày nào cũng đi từ sáng cho đến về không trước 11 giờ đêm. Có những họ có hôm mà đỉnh điểm là 1 giờ đêm mới về, nhưng mà hoàn toàn là cả ba đứa là không thấy mệt luôn, bởi vì có rất là hưng phấn, có quá nhiều thứ mới để học. Mình vẫn còn kiểu như là sức trẻ còn thanh niên ấy, mình chịu khó mình phải đi, mình tận dụng hết cái sức khỏe của mình để mà mình bây giờ vẫn còn sức khỏe để mà gọi là nạp kiến thức vào mà không bị mệt mỏi, không bị ảnh hưởng đấy các bạn. Nên là mình phải tranh thủ cái sức trẻ để mà mình đi mình học hỏi, kiểu làm những cái mặt hàng mà đạo nhái xong rồi làm cho người mua cảm giác như là mình bị lừa ấy, bởi vì là mua là vứt đi không thể dùng được. Thì bây giờ là họ đã bắt đầu là họ thoát ra được khỏi cái hình ảnh đó và bắt đầu họ xây dựng những thứ chất lượng, rất lượng, không phải là hàng đỉnh của thế giới như là đồ Đức hay đồ Nhật, nhưng mà bắt đầu là có những cái chất lượng tốt và với giá cả rất là phải chăng. Và bắt đầu có những cái hãng như Xiaomi, Huawei, DJI làm drone là đã bắt đầu có brand rồi, chứ không phải chỉ là đi white label, tức là không phải là đi làm ra rồi ai thích gắn cái mác gì vào thì gắn rồi đi bán lại đâu. Không, bây giờ kể cả những cái mặt hàng như là cái máy cả thẻ POS đi thì cũng có những hãng như Sunmi rồi này kia là họ làm những cái máy đã có brand của họ và họ không có muốn in brand của người khác lên, in cái tên tuổi của người khác lên, đó kiểu như vậy. Thì Ly thấy là cái bước tiếp theo ấy, của Trung Quốc sẽ phát triển theo cái hướng đó, tức là bắt đầu họ nâng cái chất lượng sản phẩm lên, vẫn cố gắng giữ được cái giá tốt nhất nhá, để cho cả thế giới nói chung là họ có cái nhu cầu nào cũng có thể sản sinh được ở Trung Quốc, chứ không phải chỉ có mỗi là đồ giá rẻ chất lượng kém đâu. Đến Trung Quốc, đến Quảng Châu, Ly cũng gặp rất là nhiều người Việt. Thỉnh thoảng đi trên đường cũng nghe tiếng Việt, là các anh chị Việt Nam, các anh chị em Việt Nam cũng rất là nhiều người sang đây làm việc, học tập rồi buôn bán, đặc biệt là buôn bán rất là nhiều, là mình cũng rất là kiểu như chịu khó giao thương ấy, mở mang ra để mà đúng là chỉ có một cái việc đơn giản là mang những cái đồ mà đang sản xuất, đang có kiểu thị hiếu, thị trường tốt ở Trung Quốc mà mang về Việt Nam bán thôi là Lý đã thấy cũng là lời rồi. Đó. Và nó có muôn vàn lựa chọn. Rồi những người bán hàng, những người mà cả một cái bộ máy phụ trợ đằng sau cái việc bán hàng, hỗ trợ khách hàng after sale support này kia, là họ làm mọi thứ để mà phục vụ cho khách hàng của họ được happy nhất. Bởi vì đất nước 1 tỷ dân các bạn, 1 tỷ dân thì một thứ có biết bao nhiêu người làm, nên là họ phải cố gắng nỗ lực hàng ngày để mà có thể là kiểu như win được customer của họ. Bởi vì customer của họ có quá nhiều lựa chọn, đúng không các bạn? Nên là họ làm việc ngày, làm việc đêm. Ly có những xưởng là Ly gặp họ tới 8, 9 giờ tối, xong rồi 10, 11, 12 giờ tối họ vẫn nhắn tin cho mình để cố gắng chốt được cái đơn. Rồi họ hoặc không chốt được đơn thì họ cũng cố gắng hỗ trợ mình để được để lại một cái hình ảnh đẹp trong lòng mình. Tại vì người Trung Quốc là họ làm ăn theo kiểu mối quan hệ mà. Nên là họ nghĩ là ok, có thể một hai lần đầu sẽ không win được cái hợp đồng, sẽ không kiểu như là kiểu như giao thương được với nhau, nhưng mà sẽ để lại một cái ấn tượng tốt để sau này vẫn có một cái nền tảng để mà mình làm việc sau này. Đấy, thế nên là bán được hay không bán được ấy, là họ cũng đều vô cùng nhiệt tình hết á. Đấy là cái Ly thấy là ở Việt Nam bây giờ cũng đã học hỏi những cái cách làm ăn như thế rồi, chứ không phải không. 5 năm trước nha, Ly đến nha, rất nhiều hàng trà sữa từ đường phố cho đến sân bay. Nhưng mà hiện tại Ly đến Ly thấy rất là ít mà họ đẩy những cái hãng như là Hay Tea, là cái hãng, những cái hãng cũng là đồ uống kiểu như là cho giới trẻ, nhưng mà là bán trà, trà hoa quả, trà này trà xay hoa quả tươi hoặc là hoa quả khô này kia, họ đẩy những cái mặt hàng đó ở Trung Quốc. Là Ly nghĩ là bởi vì họ muốn cái việc mà phải có cái, họ không có muốn hình ảnh của họ nó bị kiểu như đánh đồng với cả Đài Loan là cái đất nước của trà sữa. Ly với cả Thảo là rất là kết trà sữa. Thế là hai chị em cứ đi tìm chỗ uống để uống trà sữa, bảo là đi qua đây rồi là phải uống được trà sữa chứ. Thế nhưng mà đi chợ đêm nha các bạn, chợ đêm là cái chỗ mà trời ơi đúng ra là phải bán trà sữa rất là chạy luôn ấy, mà không có một hàng nào bán trà sữa cả. Một cái chợ đêm lớn ở thành phố Hạ Môn như vậy mà không có một hàng nào bán trà sữa. Ly rất là thắc mắc, Ly và Thảo đều rất là thắc mắc, không hiểu vì sao lại như thế. Và cái thành phố đấy nó ngay gần Đài Loan.
thì sau này Ly, đây là kiểu như suy nghĩ cá nhân của Ly thôi nha, là Ly nghĩ đây là cái sự cố tình của Trung Quốc chứ không phải là vô tình đâu, không phải là người dân không thích uống hay là sao đâu, mà Ly nghĩ là họ không muốn đẩy cái, không phải là cái sản phẩm gốc gác từ Trung Quốc, họ không có muốn đẩy nó, họ không có muốn biến cái tỉnh Hạ Môn, nó đã ngay gần Đài Loan rồi mà nó biến thành Đài Loan được, nó vẫn phải có cái đặc trưng riêng của nó. Đó, cái tỉnh đó nó vẫn bán đậu hũ thủ, châu tofu là đậu phụ thối này, rồi nó vẫn bán những cái món mà khá là đặc trưng món ăn của Đài Loan, nhưng mà riêng trà sữa là họ không bán nha, họ không bán trà sữa ở đó. Thì Ly nghĩ là mà họ bán rất là nhiều những cái trà thảo mộc rồi trà này trà kia, chuẩn bị lên máy bay rồi. Đấy, thì là Ly kiểu như là tự mình cảm nhận á, thì Ly nghĩ là như vậy, là họ không có muốn đẩy cái mặt hàng của mà không phải là gốc gác của Trung Quốc, họ muốn đẩy những cái là phải của họ. Rồi bây giờ Ly đi ăn một cái gì đấy đây, rồi lên máy bay về Hà Nội được có 3 ngày là quay lại Mỹ thôi. Chào tạm biệt các bạn nhé, bye bye.